Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng Khê. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe hồi ký 7 ngày ở Quảng Trị của tác giả Nguyễn Ngọc Ấn. Tôi là một y sĩ trung úy mới tốt nghiệp khóa 18 y nha dược sĩ hiện dịch hồi tháng 12 năm rồi. Trong suốt thời gian còn học trong trường, trong đầu tôi lúc nào tôi cũng nghĩ mình sẽ chọn binh chủng nhảy dù khi ra trường. Nhưng hoàn cảnh làm tôi đã không thực hiện được ý muốn đó. Tôi chỉ có hai anh em, anh tôi do học hành lận đận nên mặc dù hơn tôi 2 tuổi, nhưng anh Động Tú Tài 2 cùng năm 64 với tôi. Chán việc học hành, anh đã tình nguyện gia nhập vào trường Võ Bị Đà Lạt khóa 21 và ra trường năm 66, đơn vị lực lượng đặc biệt. Sau bao nhiêu lần vào sinh ra tử ở các toán Delta, toán A, khi lực lượng đặc biệt giải tán và biến thành biệt động quân biên phòng cũng như đơn vị trừ bị cho lực lượng đặc biệt là Liên đoàn 91 biệt cách dù đổi thành Liên đoàn 81 biệt cách dù. Anh tôi trở thành người lính biệt động quân. Chính vì lý do đó mà vào giờ đứng lên chọn đơn vị, tôi đã chọn Liên đoàn 5 biệt động quân với ý định gia đình mình có hai anh em thì nên đi cùng binh chủng. Sau khi chọn đơn vị, chúng tôi, khóa 18, được đưa lên Tổng Y viện Cộng Hòa để học thêm khóa giải phẫu giã chiến 6 tuần. Vì vậy, ngày trình diện đơn vị của tôi là vào tháng 3 năm 72 tại địa điểm hành quân của đơn vị tôi ở Kompong, Traphek, Campuchia. Tôi còn vui vẻ cho rằng mình được xuất ngoại dễ dàng, khỏi cần visa hay là passport gì cả. Từ tháng 3 năm 72 đến đầu tháng 4 năm 72 là cuộc sống mới đầy xa lạ với người y sĩ trẻ. Trước giờ chưa bao giờ có kinh nghiệm được ngủ dưới lườn xe M113 hay là giang đầu ngoài nắng suốt ngày dưới cái nóng khủng khiếp của Campuchia, không một bóng cây ngoài những cây thốt nốt đơn lẻ trên vùng đất đỏ, sỏi đá mênh mông. Tưởng là cực khổ nhưng thật tình cũng thấy rất vui vì lạ. Lần đầu trong đời mà sống kiểu như thế này. Rút về Tây Ninh cuối tháng 3, tiếng là để dưỡng quân. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cả đơn vị tôi được xe GMC đưa ra phi trường Trảng Lớn để chất lên bao nhiêu chiếc C-130 đang chờ sẵn. Tôi có một nhận xét về quân y biệt động quân. Khi cục quân y có nhiệm vụ đưa các y sĩ tới các đơn vị, có ông quan lớn nào đó đã vẽ ra cái cấp số cũng như cái hệ thống điều hành cho các y sĩ tới các đơn vị như là nhảy dù, thủy quân lục chiến, bộ binh vân vân. Nhưng theo tôi có lẽ mấy ông đó quên mấy thằng đàn em ra biệt động quân. Lúc tôi ra đơn vị thì mỗi liên đoàn biệt động quân chỉ có 2 bác sĩ. Một đàn anh là y sĩ trưởng, đàn em thì gọi là y sĩ điều trị. Anh y sĩ trưởng liên đoàn 5 biệt động quân của tôi là bác sĩ Huỳnh Kim Trung khóa 13 trưng tập, nghĩa là trên tôi một lớp và ra đơn vị trước tôi độ nửa năm. Tôi nhận thấy ngay từ ngày đầu khi tôi hỏi anh Trung là trên tụi mình là ai thì anh Trung cũng không biết gì hơn tôi. Anh cho biết tụi mình lãnh thuốc của Liên đoàn 73 quân y, còn thì giữa đám biệt động quân chằng ăn này chỉ có hai thằng tụi mình ráng sống và che chở lẫn nhau. Vì nếu có chuyện gì xảy ra không tốt cho mình, tao cũng không biết kêu ai để bênh vực mình nữa, chứ không phải như các đơn vị tác chiến khác. Họ có tiểu đoàn quân y sau lưng. Kinh nghiệm bản thân cho tôi thấy, cho tới ngày tôi rời biệt động quân để trở về đời sống dân sự, tôi còn nhớ ngày tôi ở tù ngoài Bắc về. Tôi đã được bác sĩ Đào Hùng, là y sĩ trưởng biệt động quân vùng 1, tới trại an dưỡng 1 ở Hòa Cầm, Đà Nẵng, dẫn tôi đi chơi chỗ này chỗ khác. Nhờ vậy tôi biết y sĩ trưởng biệt động quân vùng 1 là ai, chứ còn ai là y sĩ trưởng biệt động quân vùng 3 là vùng của tôi thiệt tình cũng không biết là ai nữa. Mà thật vậy, sống ở đơn vị tác chiến, may mà bản chất tôi cũng là thằng cao bồi du côn chịu đánh đấm. Nếu không nói thêm là gan lì, vậy mà từ các sĩ quan từ thiếu tá trở xuống, tới tôi binh nhì, tôi thấy là chơi được. Nhưng mấy ông sếp từ trung tá trở lên thật tình, thấy khó sống với mấy ổng lắm. Trở lại chuyện hành quân của tôi,
Khi tôi ra trình diện đơn vị thì bác sĩ Trung giới thiệu tôi với trung tá, liên đoàn trưởng, rồi ngay ngày hôm sau có chuyến liên lạc bằng trực thăng. Tôi cũng ra đơn vị bằng trực thăng theo một chuyến liên lạc từ hậu cứ ở Củ Chi. Anh Giao là quân y cho tôi, rồi nhảy lên trực thăng và biến mất khỏi bầu trời Campuchia. Từ đó cho tới lúc leo lên C-130 ở Trảng Lớn, tôi không hề được gọi đi họp hành quân để biết tin tức căn bản gì cả. Mình đang ở đâu, sắp đi đâu, có sắp đụng không, nếu đụng thì đụng có nặng không. Y cụ thuốc men thì khi cần thêm, tôi nhờ ban truyền tin gọi máy về hậu cứ để bác sĩ Trung gửi thêm lên trong chuyến trực thăng liên lạc hàng ngày với hành quân. Bởi vậy, khi thầy trò chúng tôi một chục mạng, mang theo một chiếc Jeep Hồng Thập Tự và một chiếc đốt 44 với cái chữ thập to tướng hai bên hông xe, leo lên C-130, tôi thiệt tình không biết mình sắp đi đâu cho tới khi đáp xuống khoảng 5 giờ 30 chiều. Tôi thấy bốn chữ phi trường Phú Bài ở cổng phi trường. Lúc đó tôi mới biết mình đã ra tới Huế, lại được du ngoạn những chỗ từ trước đến giờ chưa bao giờ được đi. Nói du ngoạn thiệt là mắc cỡ, tôi có được thấy Huế gì đâu. Đêm đó là ngày 4 tháng 4 năm 72, đoàn xe GMC chở Liên đoàn 5 biệt động quân chúng tôi chạy ào ào ra hướng Bắc. Hồi đầu, đệ tử Hải Nẫu, trung sĩ y tá người Huế, thổ công ngoài này, nói mình chạy hướng Bắc là ra Huế đó ông thầy, vì Phú Bài là ở hướng Nam Huế, làm tôi tưởng bở cứ nghĩ chắc mình ra Huế, biết đâu tối nay có dịp lắc thử đò sông Hương. Xe chạy tới Huế rồi đi thẳng luôn, làm tôi ngỡ ngàng. Bây giờ hỏi thằng Hải Nẫu thì nó cũng hết biết mình đi đâu. Trên đường xe chạy ra hướng Bắc, tôi thấy bao nhiêu người dân gồng gánh đi về hướng Nam. Tôi thuộc địa lý nước Việt Nam mình nên tôi biết những người đó phải là người dân ở tỉnh phía Bắc Huế, chứ còn tỉnh nào khác ngoài Quảng Trị. Chắc là đụng ngoài đó rồi. Đêm đó ngủ lại Hương Điền, trong một căn cứ cũ của Mỹ hồi trước. Tôi đâu có biết đêm đó là đêm cuối cùng tôi ngủ, không nghe tiếng súng trong thời gian tôi ở ngoài này. Tôi đề tựa bài viết này là 7 ngày ở Quảng Trị, là vì 7 ngày đó bắt đầu từ 27 tháng 4 cho đến 3 tháng 5 72, với bao nhiêu biến cố cho cá nhân tôi, cho lịch sử chiến tranh Việt Nam, và hơn hết sau này tôi mới biết tôi là nhân chứng sống bằng mồ hôi nước mắt, may mà không có máu, trong cái mà nhà văn Phan Nhật Nam đã gọi là đại lộ kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa 1972. Từ ngày 4 tháng 4 cho đến ngày 27 tháng 4, tôi được cái may mắn là trở về Sài Gòn nhờ bác sĩ Trung trở ra thay cho tôi về hậu cứ nửa tháng. Do đó tôi trở ra thay lại cho anh Trung vào ngày 20 tháng 4. Được cái làm bác sĩ, kiếm máy bay đi vô đi ra cũng không khó lắm. Đơn vị tôi, Liên đoàn 5 biệt động quân, ngày 20 tháng 4, có thể nói là tơi tả trông thấy. Hồi ở Campuchia, đi đánh nhau hoài, bổ sung không đủ. Mỗi đại đội tác chiến chỉ còn độ 5-60 người. Từ ngày ra Quảng Trị tới nay đã gần tháng, mà trước sau tôi chỉ thấy có một lần bổ sung quân số cho liên đoàn là 200 tân binh. Thử chia đều 200 tân binh cho các đại đội thì liên đoàn gồm 3 tiểu đoàn, tức 12 đại đội. Vậy mỗi đại đội nhận được khoảng 16 hay 17 người lính mới tò te. Có nghĩa một đại đội sẽ lên được gần 50 người, nghĩa là cũng chỉ bằng phân nửa con số lý thuyết. Tôi vì chữa trị cho các thương binh nên tôi biết, bây giờ đại đội nào còn ngon lành cũng không quá 50 người. Đa số đều là trên dưới 30 mạng, nghĩa là quân số chỉ là một trung đội. Nhưng chuẩn tướng Vũ Văn Giai không cần biết chuyện đó. Ông ta giao một tuyến cho đơn vị là đại đội để giữ. Thực tế là một trung đội, hỏi giữ sao được, trong khi chính sư đoàn 3 bộ binh của ông đã bỏ ngỏ cửa Việt cho Việt Cộng tràn qua đó để bọc hậu chúng tôi. Việc này sĩ quan ban 3 liên đoàn, đại úy Thọ, khóa 19 Đà Lạt, hồi ở trong tù Cộng sản ngoài Bắc nói cho tôi nghe trong nỗi tức giận của anh. Liên đoàn 5 thì có nhiệm vụ lấy lại thị trấn Đông Hà là cái mũi cực Bắc của chiến trường lúc đó. Khi tôi sau khi đi tour về hậu cứ xong trở ra thì tiểu đoàn 33 của liên đoàn 5 đã đánh chiếm lại rồi. Nhưng vấn đề là làm sao giữ đây? Từ 20 tới 27 tháng 4 tôi nằm với bộ chỉ huy liên đoàn
ở một cái nghĩa trang 5 cây số phía nam Đông Hà và ăn pháo Việt Cộng suốt ngày đêm. Không bao giờ có nghe tiếng đề pa vì chỉ nghe toàn tiếng nổ, đêm đêm nghe ké máy truyền tin của trung tâm hành quân để theo dõi trận chiến ở Đông Hà khi Việt Cộng đang cố đánh đơn vị tôi ở đó để giành lại cái thị trấn mà theo tôi nghe nói giờ này có còn gì đâu ngoài những đống gạch vụn. Có chút an ủi cho tôi gặp mấy thằng bạn cùng lớp, bác sĩ Huỳnh Văn Chỉnh, tức là ca sĩ Trung Chỉnh. Chàng lúc đó ở tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến, cũng như bác sĩ Phạm Đăng Hương, bạn thân chí cốt của tôi ở liên đoàn 4 biệt động quân, đều đang có mặt ở mặt trận Quảng Trị. Chỉnh thì gặp giây lát nhưng chưa bao giờ tôi thấy cảm động như lúc đó. Hai thằng ôm choàng lấy nhau vì đúng là trong tâm tư, chúng tôi giống như hai con người gặp nhau ở một hành tinh xa lạ, hoàn toàn khác lạ với mình, gặp nhau nhờ bạn mà như thấy lại mình là ai. Tự nhiên mới hôm nào còn là một sinh viên y khoa vi vút ở đất Sài Gòn mà giờ này súng nổ đạn bay không ngớt. Rồi tôi cũng gặp được Phạm Đăng Hương, thằng bạn thân đã cùng bắt tay ước hẹn ra biệt động quân với tôi. Bác sĩ Hương thì mới bị lật xe jeep, may mắn là trầy sơ xỉa nhưng tứ chi còn nguyên vẹn. Những ngày ngoài mặt trận Đông Hà, tôi thật tình, có thể nói như một người bị overdose, làm thì làm chết bỏ, mổ nhỏ, may vá, moi miệng pháo, lựa thương trong khi trên đầu vẫn là đạn pháo bay ngang ào ào. Cuộc sống 24 giờ, hết 23 giờ ở dưới hố cá nhân. Thương binh được cứu chữa thì nằm trên băng ca, ngay trên miệng hố. Các y tá thì chạy lúp xúp để làm những gì tôi nhờ vả. Cái nguy hiểm là, thật tình nói bằng danh dự, tôi cũng có sợ, nhưng sợ chắc không bao nhiêu vì tôi nghĩ ai sao mình vậy. Chỉ có cái chết của những người lính mới làm tôi rúng động. Mặc dù là bác sĩ mới ra trường, nhưng chúng tôi ai cũng đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh chết chóc xảy ra trong các bệnh viện mình đã đi qua. Nhưng ở đây thật không thể tả cái chết sao cho xiết được. Tôi còn nhớ mãi một buổi chiều lúc đó, quân y Liên đoàn 5 biệt động quân hợp tác với quân y thiết đoàn 20 kỵ binh, là thiết đoàn duy nhất ở vùng 1 lúc đó trang bị bằng xe tăng M48 để bác sĩ của hai đơn vị giúp nhau giải quyết thương binh. Chiều hôm đó, một chiếc GMC chạy về chỗ quân y chúng tôi, cửa xe mở ra và mấy người lính thiết giáp khiêng xuống một cái băng ca. Trên đó có cái gì cơ hồ không phải một người nằm, vì nó ngắn ngủn và to hơn hình thù của một con người. Mấy người lính thiết giáp, nước mắt nước mũi nhòe nhòe, khiêng băng ca chạy ào đến chúng tôi. Rất tiếc vì tuổi già tôi đã quên tên anh đàn anh, một lớp ở thiết đoàn 20 kỵ binh năm 72. Thấy sự có mặt của những hai bác sĩ, họ đã đặt cái băng ca xuống đất và tranh nhau kêu gọi chúng tôi chữa cho người lính bạn họ đang nằm trên băng ca. Thì ra trên băng ca là một thương binh. Tôi nghĩ còn gì ghê gớm hơn cảnh một người lính ngồi trong xe thiết giáp bị đạn B-40 hay B-41 bắn xuyên vào xe và cắt đứt tiện hai chân của anh. Dĩ nhiên anh đã chết từ lúc nào rồi. Bạn đồng ngũ đã bỏ anh lên băng ca khiêng về nơi quân y đóng quân để nhờ bác sĩ cứu chữa. Anh tử sĩ, người ngắn ngủn vì mất hai chân. Bạn anh đã đặt hai chân bên cạnh anh trong băng ca, giờ này như một cái bồn đựng đầy máu. Trong đầu óc đơn sơ của những người lính trẻ, họ nghĩ bác sĩ như thần như thánh, có thể chữa khỏi bất cứ cái gì, ngay cả làm cho người chết sống lại hay làm người bạn của họ gắn được hai chân trở lại. Tôi biết làm gì hơn là cũng đứng đó nước mắt cũng chảy dài với họ. Trung tá liên đoàn trưởng liên đoàn 5 biệt động quân của tôi nói thật đã cho tôi những ngỡ ngàng không tả nổi. Như nói từ trước, tôi có bao giờ biết là lữ đoàn bị đưa vào trận đánh lớn như thế này để dự trù thuốc men y cũ các cái. Thành thật mà nói, ngoài việc về hậu cứ moi lên, tôi cũng không biết thời gian từ dự trù gửi qua liên đoàn 73 quân y tới lãnh về đơn vị tốn bao nhiêu thời gian nữa. Mà đơn vị tôi thì di động liền liền thì làm sao mà thực hiện được. Do đó khi ra Quảng Trị, quân y của tôi chỉ mang tất cả y cũ thuốc men của cuộc hành quân di động bên Campuchia, gồm có vài thùng thuốc và 6 cái băng ca, mà chỉ nửa ngày đụng trận là đều có thương binh nằm trên đó,
bao nhiêu thương binh khác không có băng ca để nằm. Dĩ nhiên là khi tản thương về bệnh viện quản trị, mình có quyền đổi băng ca, nhưng trong khi chờ đợi thì số thương binh đưa về cái nghĩa địa nơi bộ chỉ huy liên đoàn đang đóng là con số hàng ba bốn chục mỗi ngày. Làm sao tôi có thể để người chết nằm dưới đất? Thành ra thương binh của tôi trong khi chờ tản thương thì phải nằm dưới đất. Cũng may trời Phật độ cho tôi, không một trái pháo nào trong số hàng ngàn mỗi ngày bắn trúng vào chu vi bộ chỉ huy liên đoàn, nên không có cảnh người chết hai lần, thịt da nát tan. Nhưng vì tôi đã để thương binh nằm dưới đất, nên bị trung tá liên đoàn trưởng kêu lên lều chỉ huy để sỉ vả thảm thiết. Nào là thiếu chuẩn bị, không biết tính toán và hơn hết là ngu. Nặng nhất là anh ta đã không tiếc việc xài tiếng Đan Mạch với tôi không ngớt. Việc tiếng Đan Mạch như tiếng đệm thì khác với tiếng Đan Mạch xỉa vào người đối thoại. Thí dụ trong câu nói người ta lót chữ DM vào thì khác với ông trung tá xếp tôi nói một tiếng là DM anh, hai tiếng là DM anh. Dĩ nhiên tôi không đi vào chi tiết việc tôi phản ứng ra sao, nhưng chắc các bạn cùng khóa 18 cũng đoán được cái phản ứng của tôi. Và từ hôm đó ông trung tá không nhìn mặt tôi, mà tôi cũng đâu có hưởng để mà nhìn mặt ổng. Ngày 27 tháng 4 năm 1972, buổi sáng trung tá liên đoàn trưởng gọi tôi tới lều chỉ huy và ra lệnh tôi mang theo vài quân y tá về trình diện bệnh viện Quảng Trị. Theo ông ta cho biết thì các bác sĩ của bệnh viện Quảng Trị đã bỏ đi hết về Huế. Vì vậy các thương binh đưa về đó chỉ còn được hưởng sự săn sóc của những y tá, không đường chạy, và các bà sơ ở cái nhà dòng trong tỉnh mà thôi. Giờ thì chỉ còn cách đưa các bác sĩ ở các đơn vị đang tham chiến ngoài mặt trận trở về đó để lo cho thương binh của đơn vị họ, chứ không còn cách nào khác. Được lệnh tôi giao quân y liên đoàn lại cho ông C, y tá trưởng hành quân, mới thăng cấp thượng sĩ để mang trung sĩ Hải Nẫu và hạ sĩ Long Đại Liên theo chuyến đốt 44 chở thương binh chạy về Quảng Trị. Tuy hổm rầy mang tiếng hành quân ngoài Quảng Trị, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được dịp vào thành phố. Không riêng gì tôi là dân miền Nam, cũng như hạ sĩ Long của tôi. Trung sĩ Hải Nẫu, dân Huế, Đặc, cũng chưa bao giờ có dịp đặt chân ra thành phố này. Ba thầy trò chạy từ phía Bắc về qua cầu Thạch Hãn là tới ngã ba để quẹo trái vào thị xã. Con đường có hai hàng cây đầy bóng mát thật dịu, bù với cái nắng chang chang ở cái nghĩa địa bộ chỉ huy liên đoàn đóng hôm nay. Ngay đầu con đường vào thị xã bên tay trái là tiền cứ của Liên đoàn 5 Biệt động quân. Chúng tôi không ghé vào mà chạy thẳng vào bệnh viện, ở quá nơi đó chừng vài trăm thước. Bệnh viện quân dân y Quảng Trị là ba dãy lầu khang trang xếp hình chữ U, mà trong sân là mấy cây phượng đang vào hè nên hoa đỏ nở rộ trông thật xinh đẹp. Nhưng chúng tôi không có cơ hội bình an để thưởng thức cái đẹp này lâu hơn. Vì ngay khi đó, như để chào mừng chúng tôi, một loạt pháo kích đã nổ đùng ngay đâu đó và hai trái đã rơi vào ngay trong sân bệnh viện, làm vẩn đục bầu trời yên tĩnh. Tiếng người chạy kêu nhau dồn dập lao sao. Quen kiểu sống mấy hôm nay, ba thầy trò chúng tôi đã vội lao ra khỏi xe để nằm sát xuống đất. Hình như bọn cộng quân chỉ bắn để hù dọa thị xã hay để chứng tỏ sự có mặt của chúng gần kề mà thôi. Nên sau loạt pháo đó thì mọi sự trở lại yên ắng khác thường. Cái im lặng sau những tiếng nổ lớn nghe như đè nặng trong tim tôi. Khi tôi tìm đến cái cửa để hàng chữ Bộ Chỉ huy Bệnh viện rồi bước vào, thay vì tìm thấy những người mặc quân phục thì tôi chỉ thấy một bà sơ đứng tuổi đang ngồi đánh máy. Khi thấy tôi, bà sơ ngẩng đầu lên và hỏi tôi, trung úy cần gì? Dạ thưa ma sơ, tôi muốn gặp bác sĩ quan nào đó của Bộ Chỉ huy Bệnh viện. Còn ai nữa đâu đây mà gặp, mấy ổng đi Huế hết trơn mấy bữa nay rồi. Vậy thì mình ở đây làm việc ra sao hả ma sơ? Chúng tôi thuộc dòng tu gần nhà thờ La Vang. Từ hôm chiến trường bùng nổ lớn thì mẹ bề trên đưa chúng tôi gồm mười mấy người tới giúp cho thương binh trong bệnh viện. Mấy bữa nay thì tình hình có vẻ găng quá, đồng bào thì bỏ chạy gần hết, có dịp ra phố trung úy sẽ thấy. Còn mấy ông bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ còn ở lại cho tới hai hôm trước họ mới bỏ đi. À, mà trung úy là ai, tới bệnh viện có việc gì vậy?
Dạ, chẳng giấu gì ma sơ. Tôi là bác sĩ của Liên đoàn 5 biệt động quân nằm ngoài, gần Đông Hà, gần tháng nay. Hôm nay ông sếp nghe nói các bác sĩ ở bệnh viện đã đi hết rồi, nên ông ra lệnh cho tôi về đây để lo việc điều trị cho thương binh của đơn vị tôi. À, thế thì tốt quá. Ở đây hiện có mấy bác sĩ của Thủy quân Lục chiến, Sư đoàn 3 cũng đang làm việc kiểu như bác sĩ vậy. Vậy xin ma sơ vui lòng cho biết vấn đề ăn ngủ ra sao. Tôi còn mang hai y tá đi theo và trại bệnh chỗ nào để mình chắc là phải bắt tay vào làm việc ngay thôi. Thế là ma sơ đưa thầy trò chúng tôi tới khu ăn ở của nhân viên bệnh viện, rồi sau đó đưa luôn xuống trại bệnh. Theo lẽ thì bệnh viện quân dân y Quảng Trị cũng có khu nội ngoại sản nhi và phòng nha như thường lệ, nhưng giờ này thì 99% bệnh nhân đều là ngoại thương hết và đa số là thương binh của các đơn vị Thủy quân Lục chiến, biệt động quân và sư đoàn 3, cũng như một số ít là địa phương quân. Giường bệnh không đủ và nếu để đó sẽ tốn chỗ nên đã dẹp đi đâu hết. Hiện thương binh nằm sắp hàng dài dài dưới đất, vừa có lợi nằm được nhiều người hơn, vừa tránh được miệng pháo tốt hơn. Được cái là tuy nằm dưới sàn nhưng là sàn gạch bông, phải nói là sạch sẽ chứ không như nằm dưới đất ngoài bộ chỉ huy liên đoàn ở nghĩa địa ngoài mặt trận. Phòng nào cũng có nhiều cửa sổ nên thoáng mát. Những bình nước biển được treo bằng những biện pháp vô cùng dã chiến do sáng kiến của nhân viên bệnh viện, vì cái giá để treo cũng không đủ cung ứng cho nhu cầu. Điều tôi nhận thấy là không có bịch máu nào cả, chắc là ngân hàng máu đã hết sạch dự trữ, có ngon lành lắm thì cũng chỉ có lắc tết ringer là cùng. Cái vui của tôi là ở đây tôi được gặp lại các bác sĩ cùng lớp, Huỳnh Văn Chỉnh, Thủy quân Lục chiến, Bùi Thế Trung, Nguyễn Văn Thành Như, Trần Văn Nhung, Sư đoàn 3 bộ binh. Chúng tôi bỏ mấy phút để cười đùa với nhau trong hoàn cảnh xứ lạ quê người gặp nhau, lại thêm tình cảnh súng nổ đạn bay nguy hiểm, không bút mực nào tả xiết, thì cái tình cảm anh em bạn bè cùng khóa sao mà thấy nó ấm lòng vô cùng. Sau đó một chút là anh em y sĩ chúng tôi, người nào việc nấy cắm đầu cắm cổ vào, lo cho thương binh của mình, với sự phụ giúp của các y tá mang theo về từ đơn vị. Cái gì thiếu hay muốn lấy thì hỏi các bà sơ, mấy bà có thể nói là nêu tấm gương hy sinh phục vụ thật cao cả. Chúng tôi làm vì nghề nghiệp, vì tình đồng đội, vì sứ mạng, còn mấy bà sơ giờ này cũng có mặt, lo lắng phụ giúp cho chúng tôi hết lòng hết dạ. Tôi nghĩ ngoài lý do thiêng liêng tôn giáo, có lẽ còn là tình người Việt Nam. Trái tim biết đau khổ trước cảnh đổ máu của bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trẻ trung, đầy sức sống mà nay nằm rên xiết hay là mê man vì bom đạn của Cộng quân. Chúng tôi làm việc quên cả cơm trưa, tới khi nghe đói mờ người mới hay là bên ngoài trời đã tối. Nhà ăn trong bệnh viện lúc đó có nhà bếp cũng là mấy bà sơ lo. Tôi không muốn làm phiền mấy bà thêm nên định rủ các bạn nhưng tìm không thấy ai, bèn gọi hai quân y tá của tôi leo lên chiếc xe đốt phóng ra tỉnh. Trước là kiếm cái gì bỏ bụng, sau để nhìn qua ít ra cũng thấy Quảng Trị, cho dù hôm nay cái cảnh vật của thị xã thật không giống chi là Quảng Trị bình thường khi chưa có chiến tranh tràn tới. Những con đường tráng nhựa loang lổ vì dấu đạn pháo kích của Cộng quân, hình ảnh những người dân phóng xe thật nhanh như cố trở về nhà, cho sớm sau những phút giây vì việc nào đó bắt buộc phải ra khỏi mái nhà gia đình. Đường xá vắng vẻ một cách lạnh lùng, đèn đường chỉ còn đôi ba bóng chiếu cái ánh sáng vàng vọt xuống lòng đường đầy lá rụng và rác. Rác khắp nơi vì không còn ai làm công tác vệ sinh thành phố nữa. Nhà nhà cửa đóng then cài, kể ra số người dân còn ở Quảng Trị cũng không phải là ít. Việc đó thì trong tương lai thật gần tôi sẽ thấy. Không khí tuy đầu hè nhưng ở miền Trung về đêm thì trời cũng lành lạnh. Cái lạnh này rất lạ. Từ trước đến giờ sống trong miền Nam, tôi không cảm thấy bao giờ. Lạnh không nhiều nhưng mơ hồ như những mũi kim nhọt đâm vào trong xương tủy. Mới tối hôm qua còn nằm ngoài trận địa, theo lẽ tôi phải thấy lạnh hơn, nhưng tôi đã không hề cảm thấy nó. Có lẽ vì cái không khí chiến tranh đang đè nặng lên đơn vị và chung quanh tôi. Tuy im lặng về đêm nhưng tôi biết vẫn có bao nhiêu chiến hữu nằm đâu đó. Ở đây cái vắng tanh trong một thành phố lạ làm cho tôi thấy lạnh hơn và nằm trong cái bãi tha ma phía nam thị trấn Đông Hà nhiều.
Sau cùng thì thầy trò chúng tôi cũng tìm được quán ăn nhỏ để cơm nước xong còn trở về bệnh viện. Tôi thấy ngoài ba thầy trò chúng tôi, những người có mặt ngoài đường hay là trong quán ăn với chúng tôi đều là những quân nhân mà hầu hết là đồ xanh của sư đoàn 3 bộ binh hay là địa phương quân tỉnh Quảng Trị. Những sắc lính còn lại là rằng ri thủy quân lục chiến biệt động quân cùng với một số thiết giáp mũ đen. Nhưng sắc lính nào cũng vậy, đa số đều mang trên người bộ quân phục dơ bẩn với cát bụi hành quân và gương mặt thì ai cũng hốc hác. Từ cái máy cassette rẻ tiền bên trong quán vẫn còn tiếng rên xiết nỉ non của cô ca sĩ nào đó tôi không biết tên. Đang nhớ tới người tình ngoài mặt trận, đệm vào với tiếng pháo kích đì đùng từ xa xa vọng về. Chúng tôi lo thanh toán thật nhanh bữa cơm tối, xong trở ra xe lái về bệnh viện. Tối hôm đó Hải Nẫu và Long, Đại Liên trở qua tiền cứ liên đoàn ở gần bên bệnh viện, trước là để ngủ bên đó, sau là để có chỗ cất chiếc xe đốt 44 của quân y liên đoàn. Còn tôi thì tìm phòng trực của các bác sĩ để ngủ. Lúc bình thường tôi đoán quý đoàn đàn anh tĩnh tại, chắc ai cũng có nhà riêng ngoài phố. Chỉ có trực mới ở lại đêm trong bệnh viện, nên phòng trực chỉ có 2 giường. Bởi vậy khi đám khóa chúng tôi 5 bác sĩ và có một dược sĩ, một nha sĩ không biết thuộc khóa nào, gồm 7 người ở các đơn vị về đây thì đúng là không có đủ giường. Được cái các bà sơ đã lo liệu chu đáo trước rồi. Sàn gạch thì đã được lau sạch sẽ, trên đó trải sẵn chăn mền, các cái cho anh em chúng tôi. Tưởng chừng anh em chúng tôi lại có dịp bù khú, cho bỏ những cái mỏi mệt, cũng như cái tinh thần căng thẳng đã làm cho anh em chúng tôi mới nằm xuống không lâu, nhưng ai cũng đi vào giấc ngủ, mặc cho tiếng súng xa xa cứ việc đi đùng. Các bạn vừa nghe xong phần 1, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 2.